như các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại gian trưng bày của Aorus Gigabyte. Thì tại cái gian trưng bày này, tại khu vực này, Gigabyte họ sẽ giới thiệu rất nhiều những sản phẩm tuyệt vời mà bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem ngay bây giờ nhé. Năm nay thì Gigabyte họ sẽ giới thiệu ra thị trường rất nhiều sản phẩm mới, và đặc biệt trong số đó, đó chính là RAM và SSD. Thì hiện tại mình đang đứng trước một dàn PC mà có lắp đầy đủ, nói chung là full combo Gigabyte, gần như không thiếu gì cả. Chúng ta sẽ có RAM này, quạt tản nhiệt này, chúng ta có card đồ họa, có mainboard và vỏ cây luôn. Đó, đây là một chiếc PC hoàn chỉnh các bạn có thể view chỉ với thương hiệu Gigabyte Aorus thôi. Và đây chính là bộ RAM mà năm nay Gigabyte sẽ ra mắt. Đó, các bạn thấy không? Đây là một bộ kit RAM mà trong đó chúng ta sẽ có 4 thanh. Nhưng mà thực ra thì bộ kit này có tổng dung lượng là 16GB mà thôi. Và chúng ta sẽ có 2 thanh 8GB ở đây. Thế vậy thì 2 thanh còn lại để làm gì? Mình cũng chia sẻ luôn các bạn, 2 thanh còn lại này ý, nó là để làm cảnh. Nhưng mà tại sao thế? Thì khi mà chúng ta mua những cái mainboard mà có 4 khe RAM ý, thì chỉ cắm 2 khe trông nó rất là kiểu yếu sinh lý đúng không ạ? Cho nên cắm thêm 2 thanh vào nữa là nó đầy đủ 4 thanh và rất là đẹp. Và cái điều đặc biệt ý là 2 thanh này mặc dù làm cảnh thôi nhá, nhưng mà nó vẫn có đèn LED RGB đầy đủ và nó sẽ kích hoạt khi mà chúng ta lắp 2 thanh thật này. Đây là một cái điều rất thú vị. Và một cái bộ kit này thì theo mình được biết có thể nó sẽ về Việt Nam với khoảng giá trong khoảng 6 triệu đồng hay quẩn đó. Rồi, đó là về RAM, một bộ RAM rất là đẹp. Và mình sẽ nói qua một chút về thiết kế nhé. Thiết kế thì nó không khác gì những thanh RAM bình thường cả, cũng là DDR4 thôi. Nhưng mà nó sẽ có hai cái ốc nhôm tản nhiệt rất là cứng cáp đây, với các đường cắt rất sắc nét, thực sự là rất đẹp. Và phần trên này đó là bằng nhựa trong và ánh sáng RGB có thể xuyên qua đó. Còn một sản phẩm nữa đó là SSD. Đây là SSD Gigabyte. Đây, cái hộp nó đây. Và chúng ta sẽ vâng, cái hộp của nó đây, và chúng ta sẽ có hai phiên bản bộ nhớ, đó là 256GB và 512GB. Và cái SSD này thì sẽ có tốc độ đọc của nhà sản xuất ghi là 530MB/s và tốc độ ghi cũng khoảng 500MB/s. Không quá ấn tượng, nhưng mà dù sao chúng ta cũng có sản phẩm đến từ Gigabyte Aorus. Và những bạn nào là fan Aorus thì hoàn toàn có thể tự tin build một chiếc PC đầy đủ, không thiếu thứ gì cả. Ô, nãy giờ quanh quẩn nào mình lại lạc vào quầy thời trang. Ở đây mình có mấy cái áo hoodie khá đẹp này. Không biết là giá bao tiền và sản xuất ở đâu. Không thấy có mác. Cỡ 2L, tức là sao cỡ gì nhỉ? Cái áo khá đẹp. Ở dưới này thay vì bán giày dép ở dưới thì lại họ lại có ui, ba lô nhảy dù này. Ba lô Gigabyte Aorus luôn. Đẹp vãi. Nhưng mà trông có vẻ là hơi bé. Đúng quầy thời trang luôn, có cả khăn tắm, khăn mặt các kiểu này. Nhưng mà ấy, những cái đồ đấy nó không hấp dẫn bằng những cái mà họ bày ở đây. Ở đây thì mình có, đây, vẫn là cái bộ kit RAM đấy. 4 thanh, trong đó 2 thanh thật, 2 thanh giả. Chúng ta sẽ có, đây. Đây là con Aorus M5. Con chuột này thì mà cũng mới ra mắt thôi. Và không biết là bao giờ sẽ được bán ở Việt Nam. Thì cái con chuột này khá đặc biệt. Nó sẽ có cái độ phân giải là 16.000 DPI. Và cái phần dưới này của nó sẽ có khá là nhiều cái tạ ở dưới này. Đây, tạ sẽ được gắn ở dưới này, mỗi viên là 2.5g. Vâng, chúng ta có 5 cục tạ. Đấy, thiết kế của nó thì khá là đẹp. Mình thấy đẹp hơn M3 rất là nhiều. Và M5 thì có vẻ như là nó sẽ hấp dẫn lắm đây. Cảm giác cầm khá là tốt. Mỗi tội là không hiểu sao họ lại giấu ở trong tủ quần áo như này. Chúng ta có cộng trừ DPI này, có nút chuột trái chuột phải. Bên phải không có nút nào. Bên trái thì có hai nút chức năng này. Cầm kiểu palm grip rất là dễ chịu các bạn ạ. Rồi chúng ta có, đây là cái pad chuột. Pad này là pad dài AMP900 Split Resistance. Không biết đây là pad speed hay là control đây. Không thấy ghi ở đây. Cũng không nhìn được vào trong luôn. Dán tem rồi. Thôi, đây. Đây cũng là một thứ mà mình muốn giới thiệu các bạn. Đây chính là bộ nguồn AP850. Thì cái bộ nguồn này chúng ta sẽ có hai mẫu khác nhau, đó là 850 và 750. Thì nó cũng là công suất nó luôn, 850W và 750W. Đây các bạn có thể thấy là cái thiết kế của nó rất là đẹp. Và chúng ta có đèn LED RGB hay không? Không có, rất tiếc. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là bộ nguồn mới của Aorus. Nguồn dạng module 850W.
nó sẽ đạt tiêu chuẩn 80 plus gold. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xem còn gì thú vị đúng không nhá. Vâng, bên cạnh những cái sản phẩm rất là ấn tượng mà vừa nãy mình vừa giới thiệu các bạn ra thì Gigabyte còn có những dòng laptop cũng rất tuyệt vời nữa. Và đây là chiếc X9DT. Như các bạn có thể thấy ở đây thì chiếc X9DT rõ ràng là một chiếc laptop gaming với kích thước có thể nói là khá đồ sộ. Tuy nhiên là nếu mà nói về độ đồ sộ của nó mà so với những con quái vật của MSI hay là Asus thì Asus Chimera các kiểu ấy thì con này thua xa. Và chúng ta sẽ có một cái bàn phím với đèn LED RGB per key từng phím một. Chúng ta sẽ có cấu hình như thế nào? Chúng ta sẽ có con chip Intel Core i9-8950HK. Vâng, Core i9 Coffee Lake. Chúng ta sẽ có gì đây? Một cái màn hình kích thước 17,3 inch, độ phân giải là Full HD với tần số quét là 144Hz, tấm nền IPS. Vâng, cực kỳ tuyệt vời. Core i9. Các đồ họa của nó thì là GTX 1080 8GB. Vâng. Và cái màn hình này của nó còn được tích hợp cả Nvidia G-Sync nữa cơ. Nói chung là trên chiếc laptop này có tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại của những sản phẩm gaming cao cấp. Tuy nhiên là rất tiếc, không hiểu sao Gigabyte họ vẫn chưa có cái lộ trình để đưa những sản phẩm tuyệt vời này về thị trường Việt Nam. Đây, chúng ta có những cái đèn LED ở mặt trước này rất đẹp. Ở bên cạnh này thì mình còn có một cái pad chuột Gigabyte, pad cứng nữa. Đây, rất là đẹp. Thiết kế của nó cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ có cái bề mặt pad ở đây. Chúng ta có đèn LED RGB xung quanh và logo Gigabyte ở đây mà thôi. Đấy, không có gì nhiều cả. Đó, một cái dây micro USB cắm vào, thế là xong, hết nhiệm vụ. Đó, RGB rất là đẹp. Còn nếu như bạn là doanh nhân thì sao? Bạn cần một chiếc laptop đẹp, mạnh mẽ để có thể xử lý nhiều công việc nặng nề khác nhau ấy. Kiểu bạn là dạng doanh nhân hardcore ấy. Thì thường có lẽ là các bạn sẽ nghĩ đến những chiếc workstation của HP hay là Dell, hay là những chiếc laptop doanh nhân cũng của hai thương hiệu đó. Tuy nhiên thì Gigabyte họ cũng có một cái thương hiệu laptop doanh nhân của riêng họ, đó chính là Aero. Thì ở đây mình có chiếc Aero 15X, có màn hình kích thước 15 inch. Cái màn hình này của nó thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn nhé. Đó là kích thước 15,6 inch Full HD IPS LCD với 144Hz tần số quét. Và một cái option khác đó là màn hình 4K với giải màu Adobe RGB là 100% tấm nền IPS luôn. Và cái phiên bản mình đang sờ vào đây đó là phiên bản 4K. Và cái bàn phím này của chúng ta là bàn phím RGB với LED per key, RGB per key. Tức là mỗi phím này sẽ có một cái bóng đèn LED riêng ở bên dưới. Vâng, rất tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ có cái viền bezel cực kỳ mỏng với cái độ dày của nó chỉ là 5mm mà thôi. Đó, mỏng đến nỗi là cái camera của nó phải đặt phía dưới này. Về cấu hình xử lý của nó thì sao? Chúng ta sẽ có con chip Core i7-8750H ở trong này. Chúng ta sẽ có card đồ họa GTX 1070 8GB Mach-Q Design. Đó, một chiếc laptop cực kỳ mỏng dành cho doanh nhân. Thiết kế rất đẹp. Và thiết kế này là mình liên tưởng đến những chiếc Dell. Vâng, vuông vức, mạnh mẽ, với những đường nét rất là cứng cáp. Và cái logo Gigabyte đằng sau này sáng lên. Và một sản phẩm rất đẹp, và không biết bao giờ nó mới đến thị trường Việt Nam. Và như các bạn có thể thấy ở đây là nó đang xử lý một công việc đồ họa 3D với 3DS Max. Đây chính là cái bản thiết kế của con rồng Gigabyte. Vâng, như vậy là chúng ta đã đi một vòng dạo quanh cái khu triển lãm của Gigabyte, và đặc biệt là những sản phẩm thuộc thương hiệu Aorus. Như các bạn có thể thấy thì năm nay Gigabyte họ sẽ cho ra khá là nhiều sản phẩm mới, ví dụ như là RAM mới. Nếu như ở bên Asus thì họ có tản nhiệt nước mới này, rồi thì nguồn mới, thì Gigabyte họ có RAM mới, có chuột mới, có nguồn mới. Và tất cả những sản phẩm đó đều sẽ cập bến ở thị trường Việt Nam trong thời gian ngắn sắp tới thôi. Ví dụ như là cái bộ RAM kia, chúng ta sẽ có mặt vào khoảng cuối tháng 6 này. Và cái mức giá như mình đã nói khi nãy là mình nghe ngóng được là khoảng quanh quẩn 5 triệu đồng cho một bộ kit 16GB, gồm có 4 thanh, trong đó có 2 thanh thật và 2 thanh là để làm cảnh. Đó. Các bạn nghĩ sao về những sản phẩm của Gigabyte năm nay? Mình thì cực kỳ ấn tượng với những sản phẩm laptop của họ, đặc biệt là laptop gaming Aorus, rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là họ chưa có lộ trình về Việt Nam. Anh em thì có mong chờ những chiếc laptop của Gigabyte xuất hiện tại thị trường Việt Nam hay không? Thì hãy comment chia sẻ bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.